Xin mến chào quý bà con. Thì năm nay Covid cũng đã tạm ổn định, cho nên trường tiểu học Hữu Thuận đã tổ chức cho các em một cái buổi đón xuân. Mặc dù là chưa tới nhưng mà trường đã tổ chức trước để cho các em có một cái buổi vui xuân thật là ấm áp. Và ở đây thì trong cái không khí tưng bừng cái ngày đón xuân đón Tết sắp đến thì các em rất là háo hức và các em rất là phấn khởi. Và qua đó thì những em học sinh mà có hoàn cảnh khó khăn thì sẽ được nhận một phần quà do các bạn ở trong trường và quý thầy cô để đóng góp để tặng cho các em có một cái Tết vui vẻ, sung túc bên gia đình. Thank you.
Các bạn thân mến, mình xin tạm dừng video ở đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, bấm chuông thông báo để xem những video tiếp theo trên kênh Xóm Mới. Xin cảm ơn các bạn.